Đây chính là nhân vật chính của chúng ta ha. Đây là miếng lọc gió bằng giấy để nó giữ cái bụi mịn dính vào đây, không lọt vào phía bên trong, không lọt vào cái lỗ hút gió để lấy gió cho bùn đốt ha. Xin chào các bạn nha. Bữa nay thầy Chọc TV sẽ làm sạch con xe với cái lọc gió của xe tay ga. Thì với xe SH nói riêng và các chiếc xe tay ga nói chung á, thì các bạn phải vệ sinh cái lọc gió này ha. Thì tại trong TV đã có cái vít để mở ra và cái bàn chải để vệ sinh khi cần. Thì mình mở cái nắp này ra rất là dễ nha, lấy cái vít này dặn mấy con ốc thôi. Thì clip thì trong TV đã mở sẵn rồi, chứ làm clip mà không mở sẵn nó lâu lắm. Sau khi mình mở ra mình thấy là bên trong này nó không có bụi nhiều á, thì xe vẫn còn trong giới hạn cho phép. Đây chính là nhân vật chính của chúng ta ha. Đây là miếng lọc gió bằng giấy, là lọc gió dầu giấy ha. Đây, giấy có nghĩa là nó làm bằng giấy nè, và dầu tức là mình để tay vô mình thấy là nó có chất liệu dầu nè, để nó giữ cái bụi mịn dính vào đây không lọt vào phía bên trong, không lọt vào cái lỗ hút gió để lấy gió cho bùn đốt ha. Đó, nó không lọt vào đây, khá là sạch ha. Vậy thì cái miếng lọc gió này đã phát huy tác dụng của nó rồi, và nó khá là đen rồi. Đen vì nó hút gió khí tự nhiên bên ngoài nè, nó hút từ cái phía ngoài này nè, nó hút vô thì nó tới đây nó sẽ lọc cái bụi bặm đi, nó dính vào đây và nó sẽ đi không khí sạch vào đây để cái này nó hút vô trong ha. Thì chỗ này á thì nó có đen nhưng mà nó vẫn còn xài được, tại vì nó vẫn còn vàng ha. Đen nhưng mà vẫn còn vàng, mình lấy bằng chải á, mình chà nó vậy nè, chà mình vũ xuống đất ha. Để chi? Để mình xài thêm một lần hai lần nữa, chứ đừng có giục ngay, uổng lắm nha. Mình mua cái mới thì nó vàng tươi à. Đây nè, mình lấy bằng chải ha, bằng chải nái của mình là trắng tươi à. Bây giờ mình đánh vài cái nó dính màu đen đây ha. Đừng có lấy nước xịt vô nha, tại vì đây là bằng giấy nha. Lọc gió giấy, có những loại lọc gió bằng kim loại nữa, nhưng mà mình không có tiền mua cái loại đó, mình mua cái loại bình dân là của đại lý bán zin theo xe thôi ha. Đó, cái này là zin theo xe luôn á. À, chứ không phải là hàng copy nha. Hàng này hàng zin, hàng phụ tùng theo xe. Đó, sau khi mình vệ sinh xong thì mình thấy là ok à, vũ ra bụi cũng bớt rồi, có thể gắn vô lại ha. Gắn vô lại rất là dễ nha, không có gì khó. Gắn vô lại rồi, gắn vô lại rồi, gắn cái này vô lại à, cần thì mình lấy cái nùi dễ mình lau nhẹ nhẹ đi rồi mình gắn con ốc lại ha. À, mình tự thay nha cũng được, nếu mà ai thay nhận được thì ra thở thôi. Chúc mọi người thành công, cảm ơn.